số giàu có nhất thế giới nha. Hello cả nhà, hôm nay em Thấm lại là em Thấm livestream đây. Em Thấm đầu tư doanh nghiệp kiến tạo dòng tiền bền vững. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em Thấm rất là vui, ô vui quá xa là vui. Đàn trai bên gái ai nấy thật là tươi, bà con ai nấy cho đẹp người, cho chắc người mà tươi tắm cho ngày vui. Mừng hân hoan ta chúc con châu ghề mới, ta chúc cô dâu hiền nhanh mối duyên chầu cao. Cả nhà, cả nhà nghe nhạc giải trí với em một xíu nha. À, và em có rất nhiều thông tin hot từ tập đoàn UST. Bởi vì bây giờ em Thấm phải thêm một câu slogan như thế này: UST, cổ đông UST, cổ đông UST, cổ đông, em là cổ đông UST. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị, và em là người kiến tạo dòng tiền bền, cho thấy em là cao cả. Nhưng em tin chắc rằng sau này trong tương lai, hiện tại thì em không là người vĩ đại. Chắc chắn 3 đến 5 năm nữa em Thấm sẽ trở nên vĩ đại hơn và ý nghĩa hơn và giàu có hơn, đúng không anh chị? Vì em đã giúp được 300 nhà đầu tư sở hữu cổ phần của UST, mà UST là một giao thông công nghệ đứng toàn cầu của Belarus, một tập đoàn lớn nhất từ trước đến nay, mà một tổ hợp giao thông nữa chứ không riêng về một lĩnh vực. Nên điều đó là em rất tự hào, cho nên bây giờ em phải luôn là thật là tích cực và năng lượng để chia sẻ cho tất cả anh chị em và nắm bắt. Và từ khi năm 2023 đến nay là có rất nhiều thông tin. Thứ nhất là hôm nay anh chị liên hệ em Thấm sẽ được tặng với chiếc khấu X2 tài sản nhân đôi. Và thứ hai, nếu anh chị góp vốn cho UST trước đây rồi là cổ đông, thì công ty cũng thông báo năm 2022 đã có kiểm toán và đã có lợi nhuận, và chắc chắn là sẽ có cổ phần cổ tức cho tất cả cổ đông trong chúng ta đã đầu tư trước đây, đúng không anh chị? Và cái đó thì cụ thể chi tiết thì chưa được thông báo, vẫn còn bí mật. Nhưng bà Nadeza, vợ của chủ tịch, bà tổng giám đốc Nadeza đã tiết lộ rằng năm nay công ty đã ký hợp đồng rất lớn đó. Nên là anh chị em hãy ăn mừng đi ạ. Ăn mừng vì chúng ta đã đầu tư đúng doanh nghiệp, đúng tập đoàn, và tài trợ vốn cho một nhà khoa học vĩ đại nhân loại ạ. Chào em Phé nha. Nếu như anh chị em ăn mừng thì hãy cho em Thấm một đường link chia sẻ vào nhiều trái tim yêu thương, để đâu đó xung quanh chúng ta có nhiều anh chị em mà đang ngủ quên á, đã đầu tư rồi mà ngủ quên, không có cập nhật được thông tin, thì nghe cái tiếng vang vang của em Thấm họ sẽ tỉnh ngủ và cập nhật được thông tin của tập đoàn, biết đâu họ lại sở hữu thêm cổ phần nữa anh chị ha. Chào em Phương Nguyên nha. Cảm ơn em Phé luôn là người em đồng hành với chị, và chúc mừng em Phé là một người em dân tộc nhưng em có cái tư duy rất tốt, và chúc mừng em, cuộc sống của em và vợ chồng em sau này sẽ thịnh vượng hơn. Cảm ơn em Phương Tuyên. Em đã sở hữu cổ phần ở UST rồi, chị tin chắc rằng ba đời sau của em sẽ ấm no, người ta sẽ không cười em nữa Phé à, người ta sẽ không cười em cô gái quê mùa đông con nghèo đói hay là như thế nào. Đừng sợ người ta cười em, bây giờ gắng tích lũy tiết kiệm đi, người ta cười kệ họ, ta cười hở 10 cây răng. Em sở hữu càng nhiều cổ phần ở UST, chị tin chắc rằng em sẽ là người giàu có nhất. Chào Yến Nhi nha. Đó, 1.200.000 không làm em nghèo, nhưng em đã sở hữu hả? Chị biết là em sở hữu 5.000 đô rồi. Em nghèo thì nghèo, nhưng mà em đã tích lũy gói toàn ký ghi danh rồi, cũng được gần 500.000 cổ phần rồi. 500.000 cổ phần so với nhiều cổ đông khác thì em ít hơn thiệt, nhưng chị biết rằng em đã giàu hơn những người Việt Nam. Em đứng top 5% dân số giàu có thế giới rồi Phé. Nên là tự tin lên đi cưng. Đó, chị chúc mừng em. Hôm trước mà khi em ra học cái lớp K05 của bên văn phòng Gò Vấp là chị đã biết khi em chọn được doanh nghiệp UST là chỉ có giàu có thịnh vượng thôi. Nên là chị chúc mừng em và chúc mừng tất cả những anh chị em mà em đã gieo duyên lành và những người đó đã đón nhận. Chúc mừng em nha. Không phải ai cũng có đủ phước phần đón nhận dự án này đâu. Vì chị đã chia sẻ nhiều bạn bè anh em chị rồi, nhưng mà họ lờ đi, họ nói là lừa đảo, họ nói là không có thật. Nên là chờ khi mà họ tin có thật thì dự án của mình IPO lên sàn và họ không có tiền để mua nữa.
đó. Và vì số 4 sau đó họ mua, họ có bỏ 1.000 đô, họ mua chỉ 1-2 cổ phần à, nó rất là ít. Mà thay vì bây giờ á, họ đi mua cái iPhone 30 mấy triệu xài, lấy quách lấy hoài, đặng người ta chứng tỏ người khác nói là a nhỏ này nó giàu có quá, nhưng trên thực tế ra cái đó là tiêu sản, nhưng mà họ không biết được đó. Bây giờ chị em mình cứ tích lũy tài sản đi cưng, tích lũy tài sản kệ, ăn rau luộc chấm nước tương không ai biết đâu, ăn rau luộc chấm nước tương, mua cổ phần Sky nhiều lên, mua cổ phần USC nhiều lên, vì cổ phần của công ty này á là được định giá 1 đô rồi. Nhưng mà chủ tịch khẳng định với chị em mình một câu như thế nào em biết không? Tôi không để cái dự án này của tôi nghiên cứu 40 năm mà chỉ lên sàn với giá 1 đô đâu. Thì em nghĩ cái câu này nó như thế nào, đúng không? Tôi không để cái dự án này lên sàn với giá 1 đô đâu, thì chắc chắn rằng dự án của mình khi lên sàn ít nhất cũng 10 đô trở lên. Không chào gì Phượng nha. Rút cho mẹ ly nước đây, dẹp cái ghế nè. Đó, và khi mà các kỹ sư, các cái công ty doanh nghiệp ở ngoài đang lao đao vì Covid, thì trong khi đó tập đoàn của chị em mình USD, ông ngài Anatoly Yunitsky, ông vận hành bằng cái đầu óc vĩ nhân của ông. Không có một người nào thất nghiệp, không có một người nào mà phải ở không, không có một người nào mà phải không có tiền trả lương hết á, đúng không? Đó, ông rất là có tâm, cho nên là khi mà chị em mình góp vốn vào đây á, là đúng đúng luôn là chị em mình được phúc ba đời đó. Cho nên là khi đầu mà chị đi góp vốn tài trợ cho doanh nghiệp này chỉ có 2.4 triệu thôi. Tại vì chị nghĩ sau này nếu như trúng á là chị được trúng số để tài sản cho con chị. Nhưng mà không ngờ chị lại tìm hiểu thật kỹ là doanh nghiệp này lại tới cả 1 tỷ đô, 400 tỷ đô. Nó một tài sản kết xù quá lớn. Đó, và bà Nadeza, tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn. Dạ đúng rồi dì, quá tuyệt vời luôn dì. À, con cảm ơn dì, chúc mừng con nha. Nhưng mà con nói rồi, dì cháu mình 12 triệu không làm gì nghèo. Nhưng tin con đi, 3 năm nữa là 200 triệu nắm trong tay của dì. Và khi IPO lên sàn 10 đô là dì có tới 2 tỷ chứ không phải là 200 triệu. Nếu tin con thì chuyển khoản liền, lập tài khoản liền, cung cấp cái chứng minh cho con làm cho dì cái tài khoản chứ không có gì hết. Tại vì con livestream thôi mà hôm qua tới giờ kích gối mệt quá liên tục luôn. Kích gối liên tục luôn em Phé ơi. Nhà đầu tư cứ 2.000 đô, 3.000 đô, 500 đô, 50 đô mà chị mỏi tay luôn á. Và cũng hồi sáng tới giờ cũng 20 cuộc điện thoại. Nãy giờ là còn chờ nhiều cuộc điện thoại chờ lắm. Và rất nhiều cổ đông cũ rất buồn chị Thắm. Vì chị không chăm sóc họ kỹ, ít có gọi điện quan tâm hỏi thăm nữa. Thật sự ra chị rất là nhiều việc. Thứ nhất là một ngày là chăm ba đứa con, sáng đưa đón đi học nè, trưa về rước nè, rồi chăm thằng nhỏ 17 tháng nữa. Chào chị Phương Đoàn nha. Rồi xong rồi sau đó là hỗ trợ nhà đầu tư. Và bây giờ chị đang lead đội hành trình thịnh vượng K03 nữa. Vì anh em còn đi làm nên bây giờ tụi chị họp với nhau là 20 giờ thứ 6 hàng tuần. Đó, để cho mọi người tiết kiệm thời gian hơn. Đó, rồi cảm ơn em, chị thích mệt, em thích mệt mỏi như chị ạ. Vì bây giờ em phải cống hiến cho đi đi. Bây giờ em phải join vô cộng đồng thịnh vượng hành trình khóa 04 chuẩn bị mở vào ngày 1 tháng 4 này nha em. Đó, em lít đội nhóm và anh chị em trong đó sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho em, cũng như là dạ chỉ cho em dạy quay video, đăng Facebook và TikTok top rồi Zalo hay nền tảng YouTube gì đó. Có nhiều cái nền tảng sau đó là em sẽ phát triển lên, cái bản thân mình tự tin lên, nói nhiều như chị Thấm gì đó, và sau đó em lại có được nhiều nhà đầu tư đó. Và chị Thu Đoàn là cổ đông của chị Thu Đoàn là cổ đông đang sinh sống tại Hàn Quốc. Chị ấy livestream tốt tốt thôi, hôm qua nhà đầu tư đã chốt gói 2 tỷ đồng là tương đương 100.000 đô la, là 2.4 tỷ đó em. Nhưng mà họ trả trước là 2 tỷ để xoay thêm một phần còn lại. Em thấy tiềm năng chưa? Trên mạng không ai quen biết ai đâu, quan trọng là khi mình gửi cho họ đủ cái thông tin, họ đủ cái niềm tin ông chủ tịch sau lưng chị á, chứ không phải tin chị Thấm đâu. Tin chị Thấm chỉ 1% thôi, 99% còn lại họ tin dự án này và tầm nhìn của họ xuyên quốc gia, và hơn nữa là cái phúc của họ có rồi họ đón nhận. Chào Trần Nữ nha, cảm ơn em luôn luôn, lúc nào cũng chia sẻ cái livestream của chị Thấm
Cảm ơn em rất nhiều và chị cũng hy vọng rằng chúc em luôn phát triển trên con người sự nghiệp này, phát triển trên công nghệ UST, gom thật nhiều cổ phần, phát triển được đội nhóm thì sau này em có nguồn thu nhập thụ động. Cháu chào bác Hường nha. À, cháu chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị, chúc bác Hường và chúc em Phé, chúc dì Phượng, chúc chị Phương Đoàn. Chị Phương Đoàn cũng rất là giỏi, chị Phương Đoàn đang có baby nhưng mà 5 giờ sáng là dạy đọc sách rồi. Chị Phương Đoàn là cô giáo dạy tiếng Anh, nhưng mà khi chị đầu tư vào UST, mọi giấy tờ của công ty bằng tiếng Anh là chị tự đọc, tự dịch hết, và thấy tập đoàn tiềm năng quá lại đầu tư càng ngày càng nhiều vào. Đó, nên là em chúc mừng chị Phương Đoàn. Em phải chỉnh cái cam lại cho nó thấy cái mặt em nhiều hơn, tại vì có những cái hình cười che mắt cái mặt em tắm, đúng không? Dạ, cháu cảm ơn bác Hường. Thật có lỗi với bác là khi bác like thì cháu lại không vào xem bác, tương tác với bác được, vì lúc đó cháu họp Zoom. Mong là những cái buổi live sau cháu sẽ vào để thứ nhất là ủng hộ cái năng lượng của bác, vì bác đã 71 tuổi rồi, luôn luôn lúc nào bác cũng đầy năng lượng và cho đi. Và bác là người mà chúng cháu phải luôn học hỏi, vì bác không biết mệt mỏi đi ngừng nghỉ chia sẻ cái giá trị UST này thì coi tụi cháu thì nhầm gì, đúng không bác? Tụi cháu là không có sức trẻ, không có nhầm nhò gì hết trơn, nên tụi cháu phải cố gắng để lan tỏa cũng như chia sẻ cái giá trị này cho cộng đồng. Và tất cả anh chị em ngoài kia, ai đó khao khát được có được một cái tài sản, làm công nhân chán chưa? Chán rồi thì liên hợp kết với em Thấm để có tài sản trong tương lai. Rồi, làm hồ chán chưa? Rồi, chán rồi thì cũng hãy liên hệ em Thấm. Mà bây giờ nghèo chán chưa? Nếu bây giờ nghèo chán rồi, tìm em Thấm 3 năm sau là giàu. Đó, em chắc chắn 100%. Anh chị tí sửu dằn mẹo thình tị ngọ mùi, không biết tuổi gì nhưng có cổ phần như ST là 3 năm sau giàu ủ hộ. Em cảm ơn chị Phương Đoàn nha, bởi vì con người em lúc nào cũng năng lượng. Bởi vì chị Hương Phạm mới nói là thời gian bỏ quên em Thấm mất tiêu rồi. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Khi mà tập đoàn có nhiều dự án thương mại và em Nhung Trần, anh chị biết rồi, em con chào bác Huê nha. Em Nhung Trần là cổ đông của UST mà em ấy ở Nam Định anh chị. Em ấy rất là tốt bụng, khi con em Thấm bệnh là em ấy gửi thuốc từ quê gửi vô cho em Thấm. Không hề quen biết nha, nhìn miễn cổ đông chung với nhau là yêu thương nhau như vậy đó anh chị. Và anh chị biết không, em ấy vừa đi Dubai về hồi tháng 2 vừa qua, và từ sáng tới giờ em ấy kích là 50 gói cổ phần trả góp, tổng cộng 53.500 đô la. Đó, và em ấy rất là giỏi, anh chị thấy ghê chưa? Em ấy đi xong quay video livestream về thôi là những nhà đầu tư họ tìm đến, họ đầu tư thôi. Thứ nhất, con tàu em ấy ngồi thật rồi. Thứ hai nữa, em ấy đã tự thân mình đi qua Dubai rồi. Thứ ba nữa là những mối quan hệ của em ấy rất chất lượng, toàn là thầy giáo, kiến trúc sư, kỹ sư, bộ công an và chính trị, rồi giáo sư, tiến sĩ không à. Mà em ấy là đặc biệt là người mẹ đơn thân nữa, không may mắn 2016-17 chồng em ấy đã bệnh ung thư mất qua đời. Em ấy ở vậy nuôi con tới giờ. Người mẹ đơn thân nhưng rất là giỏi, cái tư duy giỏi, ăn học giỏi và kiến thức giỏi, và nói chuyện rất là khôn khéo, rất giỏi, nên chị giỏi hơn em Thấm gấp trăm lần. Đó, hôm nay là em Nhung kích gói xong 53.500 đô là 1.4 tỷ đó, rồi 1.3 tỷ, 1.4 tỷ đó anh chị. Chứ không đơn giản đâu, công nghệ này nó không tiềm năng, không ai đầu tư. Công nghệ này nó không rõ ràng, cũng không ai đầu tư đâu. Công nghệ này nó không minh bạch, nó không có ở 210 quốc gia, 192 quốc gia, không có nhiều nhà đầu tư như vậy thì cũng không ai đầu tư vào đâu anh chị. Thật ra họ đầu tư vào cái tầm nhìn của họ đó, và họ muốn tài sản của họ tăng lên gấp trăm ngàn lần trong tương lai. Còn anh chị mà cứ lo hoài á, thì sợ hoài thì nghèo suốt đời luôn. Cái nghèo không sợ mà đi sợ cái mất tiền. Mất tiền hôm nay ngày mai mình kiếm lại, em Thấm dám cam kết cuộc đời mình như vậy. Hôm nay em mất tiền, ngày mai là em kiếm có tiền khác liền. Vì mình còn trẻ còn khỏe, cuộc sống mình có thể kiếm rất nhiều tiền trong tương lai. Nhưng cái đòn bẩy cổ phần doanh nghiệp trước IPO này là giúp anh chị giàu có thịnh vượng cả ba đời sau luôn. Tại sao cuộc đời mình không dám thử? Sau này con cháu mình nó không có chửi mình, không trách mình. Cụ tôi hồi xưa đó, trời ơi, sở hữu cổ phần bây giờ tôi sướng, tôi ăn, tôi đi du lịch không. Còn cụ ông có mua không? Rồi thằng kia mới trả lời, cụ tao có biết cái gì đâu mà mua. Nó quay về nó chắc rồi cụ mình chết ở dưới đáy mồ mà còn bị chắc nữa. Có phải cuộc đời mình sống phí không anh chị? Đó, 12 triệu không làm anh chị nghèo. Nhưng
tin em Thấm đi, anh chị điện thoại cho em là anh chị có tài sản của USD liền, sau 3 năm nữa giàu ủ ụ luôn. Em khởi nghiệp chỉ có 2.4 triệu à, mà anh chị khởi nghiệp 12 triệu, không lẽ anh chị làm không được? Được, giàu ít hay nhiều gì anh chị đều có làm được hết á. Ăn nhậu một chầu cái 2-3 triệu, rồi đi chơi cái mấy chục triệu, quýnh bài cái cũng mấy triệu triệu, đá gà cũng cả 100 triệu đó, được hết. Nhưng bây giờ làm giàu có 12 triệu mà không dám nữa là sao mất sao giàu. Không dám bỏ 12 triệu mà đòi trong tương lai có 12 tỷ. Không dám bỏ 12 triệu mà đòi trong tương lai cất nhà lầu xe hơi. Ông nội em chui lên còn chưa có cho được nữa, trúng số còn chưa được nữa, đúng không ạ? Cái đó là em nói sự thật, cái đó là đúng luôn. Và em biết cuộc đời của em á, không đầu tư cổ phần doanh nghiệp này á, em không phải có tài sản ở đây á, thì em lang ba ngoài kia, em buôn bán, em kinh doanh, nên làm đủ thứ, em cũng lỗ à, cũng banh xác à. Đó, đâu phải em đầu tư mất tiền. Đầu tư là mình phải có kiến thức, xong rồi mình nhìn cái doanh nghiệp mình nó tiềm năng phát triển hay không, lúc đó mình mới tự tin lên và đi làm đối tác và lan tỏa. Bởi vì như mọi người nói, à hồi xưa nó làm cái dự án kia rồi thế này thế nọ. Nhưng thưa anh chị, 1000 nỗ lực không bằng một lựa chọn. Cho dù trước đây em có lựa chọn 1000 doanh nghiệp mà nó không đi thẳng lên thị trường, nó không phát triển thì em cũng là người trắng tay. Bây giờ em đã lựa chọn đúng doanh nghiệp này rồi, chỉ cần 1000 lần kia em chọn không đúng, 1 lần này đúng thôi, em sống cả ngàn đời sau, con cháu em 4 năm thế hệ vẫn ấm no sung túc hạnh phúc. Đó, cuộc đời em là vậy, dám làm, dám nhận, dám thách thức. Vì anh chị dám bước qua tất cả anh chị mới lớn khôn, anh chị dám làm tất cả anh chị mới có được chiến thắng, và anh chị dám làm tất cả thì anh chị mới có tài sản. Bây giờ muốn tất cả giàu có thịnh vượng mà tối ngày cắm đầu đi làm công nhân nè, rồi có tiền tỷ ở đâu ra? Tối ngày đi đầu tắt mặt tối buôn bán nè, tiền tỷ ở đâu ra? Không có được, anh chị may mắn là cha mẹ ông bà để đất đai tài sản lại thôi. Chứ còn nếu như dùng đòn bẩy tiền để đi kiếm tiền là ở đây là doanh nghiệp tốt nhất để cho chị có tiền để đi kiếm tiền. 12 triệu anh chị góp cũng được, trả thẳng cũng được, mà 1.2 triệu anh chị cũng được sở hữu cổ phần ở doanh nghiệp này. Đó, có 1.2 triệu anh chị mua một đôi giày đi còn thúi chân nữa. 3 năm sau dục đôi giày mà chưa chắc anh chị đi được 3 năm nữa. Sao 5-6 tháng dục rồi, dơ không thích dục, sang lắm, phí, đúng không? Nhưng 1.2 triệu anh chị góp cho doanh nghiệp này là một ý nghĩa rất lớn lao đối với ngài Anatoly Unitsky. Vì ổng trân trọng từng đồng bạc cắt lẻ của anh chị luôn, từng đô la một luôn, chứ không phải là nói gì là tới 50 đô la anh chị. Nhưng 1.2 triệu là anh chị sở hữu 750 cổ phần. Sau này nó IPO lên sàn 50 đô, 100 đô, 1000 đô như thằng Tesla đi. Bây giờ 1000 đô một cổ phần đó, anh chị phải có 7500 đô không? Nếu như một người nghèo 7500 đô là một người bán giá số 180 triệu đi, 1 tỷ 8 đó đi. Họ bán để dành bao nhiêu năm? 50 năm sau còn chưa có nữa. Đương nhiên là họ tin em Thấm mua 50 đô la, sở hữu 1.750 cổ phần. Sau 10 năm sau, trời ơi, nó 1000 đô, Thấm ơi, bác cảm ơn con. Có phải tốt không anh chị? Em vừa tích được mớ phúc nữa. Họ có thể dùng cái số tiền đó sau này chi trả bệnh tật ốm đau vào các bệnh viện. Anh chị dám chắc cuộc đời mình sau này không bệnh tật không? Chưa chắc, có tiền xài Herbalife còn chưa chắc không ốm đau bệnh tật nữa. Em chào cho Mỹ nha. Đương nhiên là khi chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp có giá trị tiềm năng, anh chị phải chờ đợi từ 3 đến 5 năm. Những người giàu có, tại sao cổ đông của Microsoft khi được chia cổ tức 16 tỷ một năm và cổ đông của công ty Apple điện thoại được chia cổ tức là được 52 tỷ một năm, và công ty của hãng xe BMW được chia cổ tức 56 tỷ một năm? Anh chị biết vì sao không? Những người đó họ có tầm nhìn, họ muốn con cháu họ được sống no, sung túc, thịnh vượng trong tương lai. Họ có thể chờ từ 3 đến 5 năm, thậm chí 10 năm và 20 năm. Và trong khi đó, con chào ba Tấn nha, trong khi đó cổ đông của hãng xe Ford, anh chị biết hãng xe Ford là hãng xe danh giá nổi tiếng nhất thế giới, mà trong khi đó hãng xe Ford kêu gọi vốn 91 năm mới IPO lên sàn với giá 85 đô. Nếu anh chị sở hữu 1 triệu cổ phần, có phải anh chị đã có 85 triệu đô không? Đó, và trong khi đó 10 năm kêu gọi vốn, sau đó là 81 năm gồng gã cho đến thời hôm nay, là hãng xe Ford đã chi trả cổ tức hàng năm cho các cổ đông. Ai chia sẻ cho cơ hội anh chị cơ hội này?
không ai chia sẻ đúng không? Nhưng em Thấm hôm nay chia sẻ cho anh chị sở hữu cổ phần ở UST với số vốn 1.2 triệu, anh chị có thể mua cái cơ hội này và về em Thấm đóng gói cho anh chị tìm hiểu và vào các cái cuộc Zoom, anh chị cũng được các lãnh đạo, các top được họp trực tiếp với ban giám đốc bà Nadeza là vợ của chủ tịch tập đoàn, hoặc là họp với chủ tịch tập đoàn và họp với giám đốc quỹ hàng tháng, cung cấp tất cả thông tin cho anh chị biết nữa thì anh chị không dám nữa làm sao thoát nghèo. Mình còn bao nhiêu sức lực để 5-10 năm nữa làm công nhân hay là nghỉ hưu? Anh chị làm đến chết còn chưa được nghỉ hưu, em chắc chắn điều đó luôn. Vì bây giờ chúng ta không có tìm một nguồn thu nhập thụ động trong tương lai, chắc chắn mình sẽ làm việc đến chết mà không được nghỉ hưu. Vì anh chị cứ đi làm và trả chi phí và trả các hóa đơn đó. Và khi em Thấm đầu tư vào tập đoàn này, em Thấm chịu đựng rất nhiều lời ra tiếng vào, và thậm chí ra người thân em Thấm còn chưa tin mà 1.000 người, hai họ, bốn bên, 500 người, 1.000 người. Nhưng trong đó chỉ có chú và bác của em Thấm và cha mẹ em Thấm và bà nội em Thấm đầu tư tin là em Thấm thôi đó. Và em Nhung cũng có lên Zoom chia sẻ. Khi em Nhung chia sẻ cho mẹ ruột của mình, mẹ ruột em Nhung nói một câu: mày đã đi lừa bao nhiêu người rồi. Em Nhung ngồi khóc luôn anh chị. Và sau 2-3 tháng thì em Nhung có hoa hồng của công ty. Em biếu mẹ 500 ngàn đồng đầu tiên. Con biếu mẹ từ đây về sau hàng tháng con đã có lương, có thu nhập, con tặng mẹ để mẹ mua trái cây ăn. Và sau đó thì em Nhung đã có những hình ảnh của chủ tịch và chị Kim Thơ đi từ bên tập đoàn về. Thì sau đó mẹ em Nhung đã hiểu và bây giờ đồng hành cùng em Nhung luôn. Tối nay là cái buổi Zoom hay nhất mà người thân mẫu cũng như bác Hường, cũng là mẹ cha đẻ của anh Công và mẹ của em Nhung sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái suy nghĩ trước đây và lệch lạc về doanh nghiệp này đó anh chị. Đó, vì họ chưa hiểu cái giá trị. Và khi họ hiểu cái giá trị là của ngài chủ tịch nghiên cứu 40 năm rồi, ông ấy đi lừa mình sao? Ông ấy chỉ cần bán một cái sở hữu trí tuệ 400 tỷ này thôi, ông ấy xài 5 đời chưa hết nữa anh chị. Nhưng mà chỉ vì cái sở hữu trí tuệ này mà ông ấy phải bị truy sát. Mà em đọc cái cuốn lịch sử của ông á, Kỹ sư Thế giới, lúc sáng em Thấm đọc tới cái trang mà ông: tôi đã đi trên chuyến xe đang chạy với tốc độ 80 km/h, nhưng tôi hỏi anh ấy chở tôi đi đâu và tôi không được câu trả lời. Anh ấy nói tôi cần một người bạn nữa, là trong cái trạm tiếp theo rước một người lạ. Khi đó là chủ tịch nghi điều không lành đến với mình. Đang chạy với vận tốc 80 km/h, chủ tịch mở cánh cửa xe và lăn vù xuống đất, chạy ra khỏi xe. Nếu không ra khỏi xe là tính mạng ông chủ tịch đã chết ngay lúc đó rồi anh chị. Những người đó luôn muốn ám sát và thuê người chi sát ám sát chủ tịch. Và ông ấy rất là thông minh, những cái gì trực quan ổng nói lên mà có người xém chi sát ổng là ổng đều biết trước được hết luôn anh chị. Hôm nay là em thông báo với tất cả các cổ đông mình một tin rất là vui, mừng ơi là mừng, vui ơi là vui. Vì sao em nói là vui ơi, quá xá là vui bà con biết không? Vì công ty đã có lợi nhuận năm 2022, báo cáo kiểm toán công ty đã có lợi nhuận. Và chúng ta cũng được có một cái hợp đồng rất lớn, bà Nadeza, vợ của chủ tịch tập đoàn thông báo. Chào chị Cúc Hoàng nha. Đó. Và anh chị biết không, doanh nghiệp này nó không tìm năm sao em Thắng lại có nhà đầu tư từ Nam Chí Bắc, từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, từ Mỹ, từ Singapore, rồi từ Đài Loan, Hàn Quốc với anh chị. Ôi ôi, doanh nghiệp thì phải tiềm năng, những người đó phải tư duy, rồi những người này, những anh chị này phải có được cái phúc phần lắm, nhìn thấy dự án liền, thấy con tàu bay phân phân, vì mình biết trong tương lai sẽ được đi những con tàu này mà, những cái công nghệ này mà, đúng không anh chị? Và đó, và trong khi đó là các cái giấy tờ, các cái công ty và cũng được công khai. Và trước đây 4 ngày em Thấm cũng đã thông báo 4 cái dự án. Trước đây ngày thứ 3 em Thấm đã đọc cho anh chị nghe 4 dự án đã xây dựng cho Dubai đó anh chị thấy không? Đó, một doanh nghiệp không làm thật thì làm sao cổ đông qua tới bển được, đúng không ạ? Một doanh nghiệp mà không xây dựng thật thì làm sao các anh chị em lại được đi trên con tàu mướt mường mượt sang xịn mịn như vậy được hả anh chị? Đó, và trong khi đó những anh chị đã lưu ảnh toàn ký á, lưu ảnh toàn ký ở Belarus đó, là lại được ngồi trên con tàu, lại được lưu ảnh và sau này á, lịch sử lại nhắc tên anh chị nữa.
Mình không có là hy sinh chiến tranh, nhưng mình được nhắc tên muôn đời đó anh chị. Em Thấm tự hào là em Thấm cũng được vinh danh một gói, và ông xã em Thấm cũng vinh danh một gói đó. Và cho nên là hai vợ chồng em cũng được có ghi hình ảnh tại Belarus. Khi mà tụi em được cũng như là bà giám đốc thông báo là những dự án này triển khai và có những cái hợp đồng, và cũng như là kiểm toán đã có lợi nhuận, thì nỗi vui mừng lớn nhất là người chủ tịch của mình, ông ấy vui mừng vì đây là đứa con tinh thần của ông ấy, đúng không chị? Và sau này á, thì khi mà đứa con tinh thần này nó củng cố hết tất cả, và ngày 14 tháng 4 tới đây là sắp chuyển sang giai đoạn 15.1 nữa. Anh chị thấy nó tiềm năng không? Đang ở 14.3 nhảy cái vọt lên 15.1. Anh chị sở hữu nhanh nhanh đi để hết cổ phần nữa, đúng không ạ? Ai là nhà đầu tư cũ rồi mua thêm cổ phần, ai mà chưa đầu tư thì inbox liên hệ cho em Thấm, em Thấm sẽ chia sẻ để sở hữu thêm cổ phần đó. Và chỉ có như vậy đó là anh chị mới có thêm được cổ phần. Chào Thị Phượng nha, trời nãy giờ không thấy luôn á. Xin lỗi cả nhà, em mà không thấy chưa chào ai, cả nhà thông cảm nha. Ở nhà đầu tư của em cũng nhiều người buồn em lắm, tại vì có nhiều người ở xa chưa có gọi điện, mà cũng không có ghé thăm nữa, không có chăm sóc được, không có chăm sóc kịp thời, tại vì quá bận rộn đó cả nhà. Nên cả nhà cứ thấy em quên cả nhà thì cả nhà nhớ điện hỏi thăm em, nhiều lúc em bận quá. Đó, nên là bây giờ là khi mà được bà chủ tịch thông báo như vậy rồi thì tất cả anh chị em á đều rất là vui mừng và hứng khởi. Và trong đây 600-700 kỹ sư làm việc cho mình, mà trong khi đó ông chủ tịch vận hành, khi mà người ta mất tiền ở Covid, dịch bệnh ở Covid, không có công ăn việc làm, thì chủ tịch là người nhận những cái thiết kế công trình nhà xưởng, tại vì ổng có nguyên cái tổ hợp giao thông mà anh chị, ổng có nguyên cái tổ hợp giao thông là những người trong đó đều làm việc hết cho ổng, thì nhận luôn cái thiết kế nhà xưởng này, xây dựng nè, và những cái gì mà liên quan đến các cái trung tâm thiết kế thì ông ấy đều nhận lãnh về cho các kỹ sư làm đó. Và hầu như không ai bị thất nghiệp, và cũng không ai mà bị không có lương hết trơn á anh chị. Đó, may mắn không? Covid là 2 năm qua nhiều tập đoàn phá sản, nhiều công ty bị dịch giặc. Nhưng mà UST thì nó phát triển vượt bậc luôn. Anh chị thấy nó, thứ nhất là một ngày chủ tịch có cái tâm với cái tầm mới là quản lý một doanh nghiệp tốt đến như vậy, đúng không ạ? À, và sau đó nữa thì khi mà doanh nghiệp nó phát triển đến như vậy rồi thì chủ tịch lại là người theo dõi sát sao của các dự án, không có buông lỏng. Bây giờ ông đang sống ở Dubai để theo dõi các dự án xây để hoàn công cho chính phủ quốc vương Dubai mà. Còn bà vợ thì đang sống ở Belarus đó, bà Nadezhda, bà tổng giám đốc. Ông là chủ tịch, bà là tổng giám đốc, còn người đứa con trai lớn của ông là giám đốc. Khi mà ông bận, chào em Hoàng Dân nha. Khi mà ông bận á, thì con trai ông lả ra đón cổ đông Việt Nam sang Dubai vừa qua. Đón xong thì vào ăn cơm và giao lưu và ăn tiệc thì ông mới xuất hiện được, vì ông rất là bận đó. Thời gian làm việc của ông rất là quan trọng và quý giá anh chị, vì ông già thật nhưng mà ông chăm chút cho từng dự án, từng chi tiết, từng con tàu là giống như đứa con tinh thần của mình vậy đó. Cho nên là em rất tự hào và em đã rất tự tin mình đã đầu tư đúng doanh nghiệp, đúng tập đoàn, và tương lai thì sung túc ấm no thịnh vượng cho em và con em đó. Khi mà em đã phát triển và cũng như là đã đồng hành với chủ tịch, và bây giờ em đang lan tỏa cái giá trị UST từ cộng đồng Facebook, TikTok, Zalo, Telegram và thậm chí là kênh YouTube nữa, thì anh chị nghĩ đi, em nghĩ 10% dân số sẽ trở nên giàu có nhanh thôi. Đương nhiên là khi chúng ta làm việc á thì nó sẽ có tiền, nhưng mà sự giàu có chỉ đến khi anh chị em mình đầu tư thôi. Bây giờ á là anh chị em mình á hãy cố gắng tích lũy tài sản,
Khi mà anh chị có tài sản rồi, em tin chắc trong tương lai điều kiện gì, bất cứ cái gì anh chị cũng làm được. Có thể mình mua nhà đẹp nè, có thể mình làm mua xe đẹp nè, mình xây nhà cao sang cửa rộng nè. Đó, bây giờ anh chị cũng đi đổ một cái móng nền nhà cũng hết 500 triệu, 200, 500 triệu. Và sau đó mới cất lên cái nhà 1, 2 tỷ đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ anh chị tạm thời góp vốn cho USD đi, 500 triệu hay 200 triệu hay mười mấy triệu gì đó góp vốn vô đây. Sau này anh chị cất cái nhà nó sẽ đẹp và tươm tất hơn. Và một người bạn của em không có may mắn anh chị, khi mà cất cái nhà 500 triệu, hai vợ chồng làm được 15, 16 năm dư 500 triệu. Cất cái nhà lên thì nó phát sinh ra chi phí là 800 triệu. Và cất xong cái là không may mắn trong cuộc đời, đang đi di chuyển từ dưới quê lên thành phố để làm, để trả nợ tiếp đó anh chị. Cái nhà sắp hoàn thiện hay chưa hoàn thiện, nhưng khi đó lại bị tai nạn chết. Thì cái người vợ phải đành ra bán căn nhà vừa làm xong, trả hết hoàn toàn, trong tay không còn ngàn nào hết. Đó là tiêu sản đó anh chị. Vì chúng ta phải có tiền dư đi xây nhà mới là tài sản. Và cái nhà đó phải đem lợi nhuận cho anh chị, anh chị cho thuê, đem về tiền về hàng tháng là mới là tài sản. Còn nếu như cái nhà anh chị đó, khi mà mai mốt anh chị muốn xây dựng một cái nhà cho mình thì tích góp từ đây đến 10 năm sau mới có 500 đến 1 tỷ đúng không ạ? Tên em Thấm đi đầu tư vô đây 500 đô, 1.000 đô, 2.000 hay là nói chung ra 15, 20 triệu hay 120 triệu gì đó. Thì sau 3 đến 5 năm nữa anh chị mặc sức mà xây nhà. Mà cái nhà nó lại rất rẻ nữa, tại vì bây giờ anh chị đầu tư 120 triệu thì sau này anh chị xây nhà 500 tỷ thì nó rút ra xây nhà thoải mái rồi, đúng không anh chị? Chỉ cần giao mở ra giao dịch niêm yết là anh chị đã được bán cái số cổ phần của mình. Không bán thì công ty cũng chia cho anh chị có tức hàng năm mà, sướng ơi là sướng, sau này là không làm mà cũng có ăn đó. Nó là vậy đó. Cho nên bây giờ nè, cái điều duy nhất mà nhỏ nhất mà anh chị nên làm là mình phải tìm hiểu cổ phần doanh nghiệp nó tiềm năng như thế nào. Mà em Thấm cứ livestream sang sản ở trên Facebook vậy đó. Anh chị cứ hỏi bà chị Google cổ phần doanh nghiệp là gì, là anh chị sẽ hiểu quả chỉ rồi mình làm theo. Một người bạn của em Thấm á, là chưa hề biết về cổ phần doanh nghiệp và nói cũng không hiểu nữa. Xong rồi bắt đầu cái mới nói với Google gì nè, bây giờ tôi đầu tư gì bây giờ, rồi bà Google chỉ là đầu tư cổ phần đi hả. Và xong khi đó là nghe được cái câu gợi ý như vậy là em ấy mới tìm hiểu cổ phần doanh nghiệp nó tiềm năng và giá trị ra sao, mà bà Google cũng chỉ mình đầu tư ta. Và em ấy search nguyên một trang Google về đọc cổ phần doanh nghiệp. Chào chị Nguyễn Loan à, cổ phần doanh nghiệp là mình sở hữu cổ phần tương đương với ông chủ, số cổ phần đó được tích ra từng phần nhỏ lẻ nhưng giá trị bằng nhau, và sau này doanh nghiệp phát triển thì chúng ta có lợi nhuận được chia cổ tức từ 15 đến 20% giá trị lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi thuế. Đó, và em ấy chỉ đọc đến đó thôi. Và khi mà hiểu được cái chữ cổ tức là anh chị tưởng tượng em ấy, tôi sở hữu 1 triệu cổ phần của doanh nghiệp này để sau này tôi có 1 tỷ cổ tức hàng năm. Vì 1 triệu cổ phần nếu chia 1.000 đồng anh chị có 1 tỷ. Nếu mà chia 8.000 như là công ty mía đường Sơn La, 8.000, 10.000, công ty mía đường Sơn La chia 10.000, có phải là anh chị có 10 tỷ một năm không? 10 tỷ một năm cuộc đời mình làm công nhân bao nhiêu năm mới có anh chị? Trúng số mới có thôi, chứ còn không á hả, là thêm 50 năm chưa có 10 tỷ nữa. Em làm công nhân 17 năm 8 tháng không có tỷ nào luôn, nghỉ xong được cái sổ bảo hiểm 200 triệu. Sau này mới có tỷ anh chị, vì 200 triệu em mua cổ phần với ti. Đúng không ạ? Đó, và sau này em chắc chắn là có tỷ. Gói ghi danh là 120 triệu 450 ngàn cổ phần. Cái gói này chỉ mở niêm yết thôi đã bán ra là 10,8 tỷ rồi. Nếu như mà IPO lên sàn 10 đô thì em có 180 triệu. Đúng không anh chị? Ghê chưa, thấy em Tắm khinh tính ghê chưa. Và cái đó là sự thật anh chị. Và chúc mừng tất cả cổ đông chúng ta đã có được những cái thành tựu và cũng như là những cái kết quả. Mà bà giám đốc là người luôn luôn sát sao với doanh nghiệp. Và vừa qua thì bà ấy cũng là thông báo cho chúng ta biết được là UST đã xâm nhập thị trường Trung Đông.
đó, và xong thì bây giờ UST lại kiểm toán xong, UST lại là kiểm toán xong và đã có lợi nhuận nữa, thì anh chị thấy cái vui mừng nó chồng chất vui mừng chưa ạ? Quá trời vui luôn. Hồi sáng tới giờ là em điện thoại mà em nói thiệt với cả nhà, hồi sáng tới giờ là em nhức đầu lắm, nhức đầu dữ lắm luôn hả, nhức đầu dữ lắm, nhưng mà khi nghe được cái tin mừng tin vui này một cái rồi, cái năng lượng nó dồi dào, nó cứ ùa về làm cho em thấm quên đi cái bệnh tật mệt mỏi nhức đầu luôn. Sáng tới giờ nhà đầu tư cứ điện kích gói rồi mua tim rồi hỏi chiết khấu làm sao, rồi cổ phần nhân thêm sao, rồi được cộng nữa làm sao, trời ơi em vui quá. Rồi sau đó cái bắt đầu hả, em hết bệnh luôn đó nha, ghê chưa. Nói cả nhà, có một cái sức mạnh tiềm thức mà nó luôn ẩn chứa trong con người em á, từ ngày chủ tịch Anatoly kính yêu đó, luôn luôn yêu ngài, là con người em luôn luôn lúc nào cũng khỏe và năng lượng như vậy đó. Nên là em cũng hy vọng rằng tất cả anh chị em xem cái buổi livestream của em Thấm, không biết xem vui lại hay là đã xem qua, anh chị cứ tự tin inbox cho em Thấm đi đó, em Thấm sẽ hướng dẫn và chia sẻ hết lòng. Đúng rồi, cứ vào Sài Gòn đây, chị tặng cho cái cặp kính đẹp và làm thư ký cho chị Thấm. Ở nhà là cứ nghe điện thoại thay chị Thấm hoặc là trả lời tin nhắn nha. Chứ giờ nhiều quá là làm không có xỉ. Tại bây giờ chị vừa trả lời bằng tin nhắn bằng máy tính, nhưng chị vừa livestream với cả nhà nữa đó. Nãy giờ là cứ có điện thoại liên tục, cả nhà nghe gheo tan tan không? Tắt điện thoại lát trả lời sau, rồi nhắn tin cho nhà đầu tư biết là đang live, để nhà đầu tư còn bay vô xem nữa. Tại vì có nhiều nhà đầu tư thì họ xài Facebook, nhưng có nhiều người không biết. Có nhiều người biết xài Zalo, có nhiều người biết xài Telegram, và có nhiều người thì chỉ xài cái điện thoại đập đá thôi. Tài khoản thì con họ giữ đó, nên là khi mà có cái gì mới chị Thấm điện cái là bắt đầu hối thúc con làm tài khoản đi. Thì hiện tại thì nhà thì chị Thấm cũng thông báo với cả nhà là có thêm là 2 người nữa sẽ làm đối tác cùng với em Thấm, và hệ thống em Thấm sẽ được nhân rộng từ nay về sau, và công ty cũng sẽ được thu hút vốn của tập đoàn về rất nhiều. Và em cũng mong rằng tập đoàn sẽ càng ngày càng phát triển lớn mạnh, để những nhà đầu tư cũ được lợi nhuận, và những nhà đầu tư mới sẽ được tích lũy được tài sản, và sau 1-2 năm nữa cũng có cổ tức giống như các nhà đầu tư cũ. Khi mà đòn bẩy mà IPO là cái đó là cái giá trị của các doanh nghiệp, mà hầu như các cái đó là người ta gọi là bí mật của triệu phú và tỷ phú đó anh chị. Nên mình phải học người giàu để mình làm giàu. Chứ bây giờ đi theo 7 thằng nhậu thì thằng thứ 8 cũng là mình à. Đúng không à? Mà bây giờ đi theo 7 thằng cờ bạc thì thằng thứ 8 mình cũng cờ bạc à. Đó, mà đi theo 7 thằng đá gà, thằng thứ 8 mình cũng đá gà. Nhưng đi theo 7 người đầu tư chắc chắn anh chị sẽ là người đầu tư thứ 8. Anh chị không học được giỏi, không có là xuất sắc, không là thiên thần ở trong này, anh chị cũng đã thành công rồi đó. Không thành công thì anh chị cũng đã thành nhân. Vì mình đã học được rất nhiều kiến thức, chưa thành công ở doanh nghiệp này, ở tập đoàn này, thì anh chị cũng sẽ thành công vào những doanh nghiệp và những tập đoàn sau trong tương lai. Đúng không ạ? À? Không phải cuộc đời mình có một cánh cửa, nhưng anh chị phải biết rằng cánh cửa này mở ra thì đều cánh cửa kia khép lại, và cánh cửa này đang khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chúng mình hãy sống tự tin và tích cực lên. Cuộc sống này nó rất là công bằng. Quan trọng mình không xử lý được tình huống thì mình hãy nhìn cái khía cạnh cuộc sống mình khác đi. Đó. Mà đừng có nhìn thẳng đâm vào mấu chốt và vấn đề. Anh chị phải nhìn theo cái khía cạnh khác đi. Mình sẽ giải quyết cái vấn đề theo cái chiều hướng tích cực hơn. Đó. Chỉ có như vậy thôi là anh chị luôn luôn lại giống như em Thấm, vui vẻ, tươi trẻ, thoải mái như vậy đó. Trời có sập xuống em cũng cười à. Em không có buồn đâu. Hồi đó tới giờ nhiều dòng tâm trạng tâm sự xì ta tút rồi anh chị thấy không? Em không có xì ta tút đâu. Tại vì em không có văn qua té lợi. Em không có xì ta tút gì trơn á. Vui buồn gì đó, ăn thì khoe với mọi người vài tấm hình, như thật chất ra rất là bận rộn. Một người mẹ mà chăm con ở nhà, không đưa nó đi gửi trẻ và lo cơm cho mấy đứa con ngày 3 bữa, và trong khi đó là em còn phải chăm sóc nhà đầu tư nữa. Em vừa giúp họ có tài sản rồi tạo tài khoản nữa. Rồi anh chị thấy không? Đó. Mà nhưng em rất là vui à, thậm chí nói chuyện với anh chị năng lượng vậy chứ chiều giờ chưa ăn cơm nữa đó. Đó, chiều giờ mà chưa ăn cơm nữa đó, mà chưa biết đói luôn, vì vui quá rồi không có biết đói. Mừng quá cho mừng mà.
Ai mà là nhà đầu tư của cô UST rồi thì đều có những cái tài khoản và thông tin đều được cập nhật ở tài khoản nha anh chị. Mà trong khi đó anh chị biết không, mình á mở một quán trà đá cũng phải có vốn mà. Mà bây giờ đầu tư mà không bỏ vốn làm sao mà sau này có tiền tỷ được, đúng không ạ? Đầu tư mình phải bỏ vốn và sau này anh chị mới có tiền tỷ, có lợi nhuận, có hoa hồng. Và sau này chúng ta mới được cái câu là không làm mà cũng có ăn. Thì ngài Warren Buffett đã chỉ cái bí mật cho mình rồi. Anh chị phải làm việc, phải tìm một doanh nghiệp nào làm để có tiền, có thu nhập thụ động, thì sau này anh chị mới được nghỉ hưu sớm. Nếu như chúng ta không làm, tìm được cái doanh nghiệp không có nguồn thu nhập thụ động thì sau này anh chị đâu có cái nguồn thu nhập đó và sẽ làm việc cho đến chết. Cho nên là bây giờ anh chị em mình còn được cái gì sở hữu được cổ phần, anh chị em mình sở hữu ngay. Và sau này em đọc cho anh chị nghe nè. Hồ sơ và giấy tờ đã chuẩn bị xong để xây dựng, đang chờ chứng nhận để triển khai. Đó, chào anh Thắng nha. Và doanh nghiệp này đã đang có giấy tờ để chờ chứng nhận để triển khai. Những cái mẫu tàu của mình, nhiều mẫu tàu đã được đăng ký và nhiều đường ray đã được chứng nhận. Anh chị biết rồi, đâu phải mình sản xuất một miếng bánh, một cái ly uống nước đâu anh chị. Mình sản xuất con tàu nên phải được chứng nhận và cũng như là có giấy tờ đường hoàng. Sau đó mình mới làm cho các quốc gia khác, đúng không ạ? Và trong khi đó công nghệ của mình làm ra là ảnh hưởng, và trong khi đó liên quan đến mạng người mà. Tại vì mình những con tàu mình chở người mà anh chị, phải là chất lượng, uy tín và đạt ISO 9015. Anh chị biết rồi, khi mà một công ty mà được chứng nhận ISO rất là khó khăn. Việt Nam mình á, có nhiều công ty ở đây hả, mỗi lần họ đi xin cái chứng nhận ISO thì họ chạy di chốc dãy đó anh chị, chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Và bây giờ nè, năm nay công ty sẽ tổ chức EcoFest và có 68 trung tâm Belarus với đường cao tốc dài 22 km. Chúng ta có thêm 4 cái hợp đồng được ký năm 2021 và năm 2022, vì chúng ta đã sẽ được thương mại tuyến đường Ulay. 2023 là sẽ được thương mại tuyến đường Ulay, là tuyến đường này là hôm trước các cổ đông đi qua đó câu cá đó, ở đầu hồ bên này là đi đầu hồ bên kia để đưa khách du lịch đi câu cá đó anh chị. Và hai hợp đồng quãng đường dài hơn 100 km được ký kết. Và mỗi quãng đường thì em Thấm có nói với anh chị trước đây rồi, mỗi quãng đường của doanh nghiệp này là từ 5 triệu đến 10 triệu đô la một km mà. 5 triệu đô la mà 100 km thì anh chị thấy có bao nhiêu ạ? 500 triệu đô rồi đúng không ạ? Đó, và chúc mừng tất cả các cổ đông chúng ta nha, chúc mừng anh em chúng ta đã thắng lớn. Và để khi mà năm 2023 ký cái hợp đồng lớn cho một đường dây rất lớn và đã đi đến hiện trường và đã sẽ đến những cái thời điểm thực hiện thông tin chi tiết trong năm 2023. Đó, và hợp đồng lớn được ký ra đó. Đường cao tốc sẽ được xây dựng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, nhưng tại Belarus sẽ thuận tiện hơn. Đó. Được xây dựng thành phố tuyến tính, được tính tích hợp với công nghệ. Đó, thành phố tuyến tính mà thành phố Delay nữa đó anh chị. Những cái gì mà em Thấm đăng bài và video cũng như là livestream là có hết, vì công ty tập đoàn đều cập nhật cũng như là các top trên đều họp hàng tháng và các cuộc họp Zoom và những cái giám đốc cũng họp, nên là anh chị biết rằng mình đã đầu tư đúng một doanh nghiệp, đúng một tập đoàn và đúng một công ty thì chúng ta thắng lớn rồi đó. 1000 lựa chọn không bằng 1000 nỗ lực không bằng một lựa chọn đúng. Chỉ cần anh chị lựa chọn đúng UST, dám tin UST và dám tài trợ vốn cho UST thì em tin chắc rằng anh chị nằm trong top 5% dân số giàu có nhất thế giới trong tương lai.
Vì bí mật tư duy triệu phú và tỷ phú, họ làm nên tiền tỷ và trở thành triệu phú đô la sau một đêm, là tất cả đều là góp vốn cho các cổ phần doanh nghiệp. Giống như khi Microsoft lên sàn, 12.000 triệu phú ra đời, đúng không anh chị? Và công ty điện thoại Apple lên sàn. Apple là trái táo á, tại vì tiếng Anh em đọc giỏi lắm. 300 triệu phú ra đời. Và công ty Google khi lên sàn, 900 triệu phú ra đời, không được tiết lộ tỷ phú. Anh chị thấy ghê chưa? Anh chị sao sạch lên báo là VNXS á. Dạ, cháu cảm ơn bác Ánh nha. Khi mà anh chị sạch lên báo VNXS đó, là anh chị sẽ thấy được cái những gì em nói là đúng. Anh chị cha là những công ty IPO lên sàn và có những triệu phú ra đời. À, anh chị chỉ cần đánh những cái đó lên, tra là một cái là thấy liền. À, là anh chị sẽ thấy là cái doanh nghiệp em Thấm nói đúng rồi. Doanh nghiệp Microsoft đã lên sàn và 12 triệu phú ra đời sau một đêm. Nhưng thực chất sau một đêm là khi doanh nghiệp đã IPO anh chị, thực tế họ đã tài trợ và góp vốn cho doanh nghiệp này cách đây 7 năm đến 10 năm rồi. Và họ đã chờ đợi đủ kiên nhẫn và họ sẽ nhận được trái ngọt thôi. Giống như chúng ta đang tài trợ vốn cho doanh nghiệp này và sau 3 đến 5 năm nữa chúng ta cũng hưởng trái ngọt. Như chú anh Nguyễn nè anh chị, chú hôm nay kích cái gói 5.000 đô trả góp với cái chiếc khấu vé vàng là 500.000 cổ phần. Và sau đến ngày 23-24 là chú nhớ tắt toán cho hết là chú sẽ được tặng nữa 250.000 nữa nha chú. Trời ơi, con chúc mừng chú giàu ủ hơn 1 triệu cổ phần là chúng ta sẽ giàu có thịnh vượng. Cháu cũng đang tất toán cái gói ghi ảnh toàn ký để được cộng thêm cổ phần. Và cháu cũng đang hôm nay cũng được 3-4 nhà đầu tư và kích gói cũng góp thêm và làm thêm các tài khoản liên tục. Nên là hôm nay cháu cũng hơi bận rộn một chút xíu nên là lên live stream. Nhưng mà cháu cũng vẫn like, tranh thủ like top một tiếng. Và bây giờ thì cháu cũng like, tranh thủ like Facebook một tiếng. Vì khi xuống like là cháu lại hỗ trợ tiếp nhà đầu tư. Bây giờ là nhắn tin là không có thời gian nữa rồi. Bác, cô chú, anh chị ơi, em Thắm bây giờ là gọi điện thôi chứ giờ nhắn tin không có thời gian nữa. Bây giờ bị quá tải công việc luôn anh chị ơi. Cho nên mà ai mà muốn làm á thì phải ship hàng đi nha. Muốn góp cái cổ phần của UST thì nhanh ship hàng. Bây giờ á, liên hệ em Thắm từ đây đến 19 ngày thì em Thắm tặng cho cái bé X2 tài sản. Còn nếu như không thì anh chị có thể là xài những cái chiếc khấu mà không có X2 đó. Anh chị nếu như không liên hệ sớm thì anh chị có thể đầu tư góp vốn vào đây, nhưng anh chị sẽ mất cái quyền lợi X2 tài khoản. Vì bây giờ vé đó được sử dụng sau 19 ngày. Trời ơi, cái doanh nghiệp này nó tiềm năng, nó phát triển và nó có thật, nên em Thấm mới dám lên livestream chia sẻ với quý cô chú anh chị hàng ngày đó. Và nhà đầu tư của em rất là dễ thương. Chồng ơi, đầu tư đi, chị Thấm bả livestream mỗi ngày à, không có sao đâu. Bả mới dám livestream chứ nếu bả nói bậy công an bắt bả rồi. Nghe câu này mà em Thấm vui lắm cả nhà. Thực tế ra mình chia sẻ được giá trị và mọi người phải mang cái niềm tin với mình rất lớn, người ta mới đầu tư góp vốn cho chủ tịch, đúng không anh chị? Thật chất ra thì góp vốn cho chủ tịch thì mình rất là vui, vốn tập đoàn về nhiều. Nhưng mà hơn nữa cái là mình giúp họ có cái tài sản mới là cái giá trị đó anh chị. Họ thoát nghèo, họ không phải bôn ba. Bây giờ họ muốn xây cái nhà 500 triệu đi, họ phải tiết kiệm tới 20 năm nữa mới được xây cái nhà anh chị. Và 20 năm nữa biết còn sống để xây không? Như người bạn mà không có may mắn của em Thấm vừa kể đó, xây xong cái nhà chưa được vô ở nữa lụm cụ tỏi rồi đó. Rồi con vợ xây xong nhà phải bán cái nhà trả hết nợ, trả hết nợ rồi bắt đầu hai mẹ con về nhà mẹ đẻ ở luôn chứ nhà đâu ở nữa. Mà trong khi đó mình đang xây nhà mà không có đủ tiền là mình đang tiêu sản, cái đó là tiêu sản của mình đó anh chị. Nên bây giờ em Thấm phải là sở hữu nhiều cổ phần ở UST để sau 2-3 năm nữa em Thấm có thể mua nhà ở thành phố, em Thấm có thể xây biệt thự ở quê, hay là em Thấm có thể đi từ thiện ở khắp mọi nơi. Đó là cái niềm khao khát và ước mơ và cũng là mục tiêu cuộc đời của em Thấm đó anh chị.
đó, và biết ơn tất cả quý của cô chú anh chị luôn theo dõi và ủng hộ em Thắm livestream, và em chúc cho cả nhà có một cuộc sống thật là đầy ý nghĩa và luôn luôn gặp nhiều may mắn, và chúc cho tất cả quý anh chị tối nay có một giấc ngủ thật ngon. Em Thắm sẽ cập nhật nhiều thông tin của tập đoàn vào buổi livestream thứ bảy tiếp theo đó. Và thứ bảy em sẽ livestream lúc 21 giờ sẽ ghép đôi với một anh trai Hà Nội, một người làm bảo hiểm nhân thọ sau 7-8 năm và lăng tăng đi làm bảo hiểm nhưng mà không có gì ngoài cái giá trị cuộc sống cả, nên là anh ấy đã quyết định đốt thuyền và hiện tại là em chưa bật mí danh tánh. 21 giờ thứ bảy em Thắm sẽ bật mí danh tánh cho cả nhà nhé. Em sẽ vì sao USC nó tiềm năng như thế nào mà bao nhiêu người cô giáo phải nghỉ làm cô giáo, làm bảo hiểm nhân thọ phải nghỉ làm bảo hiểm, làm kỹ sư cầu đường cũng nghỉ làm kỹ sư cầu đường, làm bác sĩ phòng nha cũng đi làm USC luôn. Và anh chị biết nó hiểu cái giá trị gì mà thu hút đến như vậy, thì hãy tiếp tục theo dõi em Thắm sau những cái buổi livestream sau nha. Chào cả nhà và rất là biết ơn cả nhà luôn theo dõi.